Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirDrop Claim Token BXV từ sàn Bitswap nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở được trình duyệt cái chocolate này ra nè các bạn. Sau đó các bạn chọn một tab nè. Bạn dán vào các bạn. Các bạn chọn vào mạng BNB Smart Chain, các bạn bấm vào connect ví như thế các bạn. Sau khi connect ví xong thì các bạn lướt xuống các bạn. Khoan các bạn. Setting thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Đó, các bạn tìm một new nè, một skin free. Khoan các bạn, chạy xuống các bạn. Rồi, các bạn bấm vào một start nha các bạn. Rồi nha các bạn, bấm vào một start thì mình bấm vào approve BC. À các bạn không có cho một, các bạn đừng rút như thế các bạn rút là mất phí. Mình claim được top căn hàng ngày này các bạn vô đây claim các bạn. Qua kế hoạch các bạn bấm free BC chứ. Mình đã được bao nhiêu các bạn? À mình đã được là 0.01 top căn BXF này các bạn. Thì các bạn việc lấy tin ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng cái lượt top căn này luôn các bạn. Thì sau này top căn này nó sẽ swap trên sàn này luôn các bạn. Nếu các bạn quýt giao, sau khi các bạn có nhiều rồi các bạn bấm vào một quýt giao các bạn, đây là top căn của sàn. Thì chừng nữa các bạn có việc bấm vào một exchange này các bạn. Các bạn có thể swap top căn BXV này luôn các bạn. BNB Smart Chain BXV BIA. Thì cái một bia được bao nhiêu đô các bạn? Vô USDT. À một bia bằng 0.07 đô các bạn. Chào này khá là ngon các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim token BXV hàng ngày đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình.